video tôi mò mấy con khỉ. Bây giờ mình sẽ tôi với các bạn xem. Hello, xin chào, ngày hôm nay mình sẽ làm một video tôi thắp tin dài. Bây giờ mình sẽ tôi nhé. Xin chào tất cả các bạn nha. Đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tôi mò con dài cá đây. Bướm này mặt trăng này như vậy. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Sản phẩm con dài cá này nha các bạn, bướm vàng của mình đã xong rồi. Mặt trăng này các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ lại tô mò sản phẩm đẹp cho các bạn xem đây. Đây, sản phẩm con lọc nha. Còn đây, sản phẩm con kiến chúa. Đây, các bạn biết đây là cái gì không? Dí mèn đây. Tôi xong ao mập, nếu các bạn thấy đẹp là thế này, hãy cho mình like.
Như vậy là con kể mình đã hoàn thành xong thì các bạn thấy đẹp và thấy hay. Hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy như vậy là mình đã làm tiền xong được một video thông tin này. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu nhà khoa học. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Hello, xin chào, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu một video chuột túi. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Hello, xin chào, ngày hôm nay mình sẽ tô làm một video tô màu ngọc trai. Bây giờ mình sẽ tô màu. Như vậy video của mình lại đến đây là kết thúc nha. Còn nóng các bạn sao mà này còn kiến chúa đây nha các bạn ơi. Như vậy video của mình đã kết thúc nha. Xin chào tất cả.